chúng tôi đã đặt ra cái mục tiêu chuyển đổi số từ hơn một năm nay. Nguyên nhân mà chúng tôi đặt ra cái mục tiêu này là xuất phát từ cái thực tiễn quản trị doanh nghiệp. Tất cả các quy trình, quy định về quản lý nhà nước của tập đoàn, của tổng công ty trong từng lĩnh vực như là quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, kinh doanh hay là quản lý tài chính thì đều rất là chuẩn chỉ, rất là đầy đủ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì vẫn còn có những sai sót, và cái việc phát hiện những cái sai sót này chưa được kịp thời. Và cái vấn đề đặt ra ở đây là cần phải có một cái hệ thống để kết nối tất cả những cái công việc của cán bộ công nhân viên khi quản lý tài sản, khi chăm sóc khách hàng, và cái hệ thống mà chuyển đổi số các quy trình nghiệp vụ của Tổng Công ty Miền Bắc đã được ra đời trong cái hoàn cảnh đấy. Mục tiêu của chúng tôi trước hết là chúng tôi phải số hóa được toàn bộ những cái dữ liệu đầu vào. Cái dữ liệu đầu vào nó rất là đa dạng, là gồm những cái dữ liệu tài sản, tất cả những cái trang thiết bị của ngành điện treo trên lưới hoặc là đang ở trong kho thì sẽ phải được số hóa. Tất cả những hồ sơ, sổ sách, chứng từ, những cái biên bản nghiệm thu, đầu tư xây dựng các công trình, biên bản thí nghiệm, tất cả những cái số liệu này sẽ được lưu trữ dưới dạng số. Cái thứ hai nữa là phải số hóa những cái dữ liệu về khách hàng, và những cái dữ liệu này yêu cầu là phải dữ liệu động, tức là đáp ứng trong bất cứ những cái trường hợp nào mà khi khách hàng thay đổi những cái thông tin của mình và thay đổi cái hành vi sử dụng, tạo điều kiện cho ngành điện mà chăm sóc khách hàng tốt hơn. Và cái thứ ba nữa là số hóa những cái dữ liệu liên quan đến cán bộ công nhân viên của ngành điện. Chúng tôi ý thức được rằng đây, cái việc chuyển đổi số hơn ai hết là người hưởng lợi chính là cán bộ công nhân viên của tổng công ty. Và những cái công việc mà trước đây có thể phải mất 5 năm thì mới thực hiện được, thì với cái công cụ là chuyển đổi số thì chắc chắn là sẽ rút được thời gian ít nhất là 30%. Thứ hai nữa là về góc độ lãnh đạo thì chúng tôi nắm được những cái số liệu một cách tức thời, và từ đó ra những cái quyết định nó nhanh chóng và chuẩn xác hơn. Về góc độ của cán bộ công nhân viên thì tiết kiệm lao động sống rất là nhiều. Mỗi một cán bộ công nhân viên, hiện nay năng suất lao động của chúng tôi nó khoảng 460 khách hàng trên một cán bộ công nhân viên, thì có cái chuyển đổi số vào thì cái năng suất lao động có thể tăng gấp đôi đến gấp ba. Tập đoàn Điện Việt Nam thì cũng đã giao nhiệm vụ chúng tôi là đến hết năm 2022 thì hoàn thành cơ bản cái quá trình chuyển đổi số trong tổng công ty. Và trên cơ sở cái kế hoạch tập đoàn giao thì chúng tôi đã phải có một kế hoạch định hình rõ ràng theo từng quý. Chúng tôi sẽ làm song song là vừa chuyển đổi số, vừa số hóa dữ liệu, rồi vừa đào tạo cho cán bộ công nhân viên làm quen, và vừa đưa những cái quy trình này vào trong cuộc sống, vào trong cái công việc quản trị. Thì theo cái kế hoạch thì trong ngay trong quý 2 này thôi thì cái chương trình mà chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính kế toán thì sẽ được chúng tôi hoàn thành và sẽ đưa vào chạy demo. Thách thức đầu tiên tức là dữ liệu hiện nay là chưa đầy đủ, rất là phân tán, dữ liệu nó ở cái nhiều dạng cấu trúc khác nhau. Đấy, và muốn số hóa được thì thứ nhất là cần phải có thời gian, thứ hai là cần phải có cái công cụ để làm sao mà nâng cao năng suất lao động trong quá trình số hóa những cái việc đó. Cái thứ hai nữa là những cái rất nhiều dữ liệu là không phải là ở cái dạng là văn bản, mà dữ liệu ở những cái dạng bản đồ hay là dữ liệu ở những cái dạng hình học. Thì những cái dữ liệu đấy là dữ liệu phi cấu trúc, thì chúng tôi phải có cái công cụ để chuyển những cái dữ liệu đó thành những cái dữ liệu căn bản. Cái thứ ba nữa là hiện nay là trong các dạng các phần mềm hiện nay thì cùng một tài sản, cùng một mã tài sản thì lại có rất nhiều những cái ký hiệu khác nhau. Và chính vì thế cái việc mà chúng tôi cần phải làm sẽ tốn rất nhiều thời gian, tức là phải làm sao mà làm sạch những cái dữ liệu này và chuẩn hóa cái dữ liệu này để cho có một cái nguồn duy nhất thôi. Và cái khó khăn nữa trong công tác chuyển đổi số của tổng công ty đó là về cái trình độ công nghệ thông tin của cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã phải có rất nhiều những cái giải pháp để dần dần là khắc phục những cái khó khăn đó. Yếu tố quan trọng nhất làm nên chuyển đổi số ấy, trước hết là người đứng đầu phải vào cuộc, và người đứng đầu phải trực tiếp tìm hiểu và không được giao cho ai cả. Vậy chỉ có người đứng đầu chịu trách nhiệm và hiểu rõ là cần phải chuyển đổi số ở cái lĩnh vực nào, vướng mắc ở đâu thì chỉ có người đứng đầu mới giải quyết được. Để cho nên là bản thân ở tổng công ty chúng tôi giao cho tất cả giám đốc các công ty điện lực rồi trưởng các ban là phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong cái lĩnh vực chuyển đổi số ở đơn vị mình, ở lĩnh vực của ban mình phụ trách. Và tôi nghĩ rằng là chỉ có như thế thì sẽ được thành công.